Hello, xin chào tất cả các con đã đến với kênh Học Toán Tiếng Anh cùng cô Hana. Ở clip trước đó thì chúng mình đã biết cách làm các câu từ 1 đến 10 ở trong đề Cambridge Lower Secondary Trig Points dành cho môn Maths và đối tượng là các bạn học sinh ở cuối year 9 hoặc là lớp 8 theo chương trình. Nếu mà tính theo kiểu của Việt Nam còn theo hệ Cambridge là year 9. Rồi cái đề này là của năm 2020 April. Thì chúng mình sẽ cùng nhau nhìn lại các câu này một lượt nhé. Đó, trước khi chúng mình chuyển sang các câu từ 11 cho đến 20. Ok, question 11. It's 101 and 10 cm. Bạn này, đó, có hai bạn và ratio the mass thì là 3s này. Rồi, vậy người ta hỏi con là value of their total mass in kilogram is 1/4 value total height. Và hoàn thiện cái bảng này, đúng không ạ? Ok, vậy thì chúng mình sẽ nhìn thấy ở đây là gì ạ? Đây, người ta cho con height này, người ta cho con chiều cao. Rồi và người ta hỏi con là tìm mass, đúng không ạ? Nếu con biết là gì ạ? The value of their total mass. À vậy con phải tìm either 1/4 value of total height. À vậy thì mình tìm total height đúng không? Trước đã vậy mình sẽ lấy 110 mà cộng với 154 thì sẽ bằng là 4, 6 and 2. Và đây là 1/4 của cái số này. Vậy con sẽ chia cho 4 đúng không nào? Thì mình được bao nhiêu đấy ạ? So this one equal 6 66, right? Vậy thì chứng tỏ là total mass của các bạn này sẽ là, vậy cô sẽ ghi sang đây, total mass, đúng không? Is 66 kg, đúng không? Mà mình biết là ratio là 3:8, đúng không ạ? Ratio của hai bạn là 3:8. Vậy để tìm được cho từng bạn thì bạn grab re, bạn đầu tiên là grab này sẽ là con chia cho tổng số phần, đây sẽ là 3 cộng 8 và nhân với 3 cho bạn grab here. Đúng ạ. Còn cho bạn peer thì là 66 đi vậy, tổng số phần sẽ là 3 plus 8 và nhân với 8 nhá. Vậy thì nếu đầu tiên sẽ là 3 plus 8 là 11 rồi. 6 times 3 is 18. Vậy các bạn này sẽ là 18, còn bạn này sẽ là 6 times 8 equal 48 kilogram. Ok? Rồi mình có thể tự kiểm tra lại từ 1 đến 2 lần để còn chắc chắn hơn về cái kết quả này nhá. Next question number 12. À, câu này liên quan đến pie chart này. Và ở đây chúng mình đã biết tổng học sinh này của hai trường, đúng không nào? Thứ hai là con đã biết thành phần. Đúng ạ, các phần Math, Art, English, Drama and Science và tỷ lệ của nó tính theo percent. Vậy người ta hỏi con là does Oliver say that the same number of students in school A can be said Math? Rồi có phải không nhá? Mình sẽ quan tâm đến môn Math ở đây. Math ở bên ở school A thì là 50%, còn school B thì là 25%. Ok, mình sẽ nốt vào đây. Rồi vì người ta yêu cầu con giải thích nên là chúng mình cũng sẽ cần phải nốt xuống dưới cái phần này. Mình sẽ có là school A, right? And school A thì sẽ là môn Math. Môn Math là bao nhiêu ạ? Môn Math thì ở đây là 50%. Vậy thì mình sẽ lấy 50% mình nhân với tổng số học sinh. Đúng không ạ? Thì mình sẽ biết được là bao nhiêu. Ok, 50% là chia 100. 200 mà chia 100 thì còn 2. 2 x 15 là 30. Ok. So 30 people, right? The students. Rồi còn bên của school B. Nào, mình cùng xem ạ. School B thì môn math của nó là 25%, đúng nào? Percent. Và con nhân đi 120 giúp cô. Đó. Thì cái này thì con sẽ tự tính nhá. Vậy thì mình có thể làm phép tính giúp cô là mình lấy á. Thì mình rút gọn đi, 25% thì tức là 25 over 100, đúng không? Thì con rút gọn đi là chính là 1/2, 1/4. Vậy tức là 120 chia 4 thì tức là 30 people. Là 30 student. À vậy đúng là đúng. Correct. Vậy con sẽ tích vào cái phần là correct, đúng nào. Next one. Rồi. Next one. Câu tiếp theo, câu số 13 nào. Ở coordinate point A này, point B biết rồi này. Midpoint, và con nhớ midpoint là mình sẽ tìm bằng cách lấy average of x and average of y. Vậy thì mình có là 3 plus 9 đi bài 2. Và 8 plus 15 đi bài 2, đúng nào? Vậy rút gọn đi thì sẽ là gì ạ? 3 plus 9 của 12 is by 2 is 6. So it's 23 đi bài 2 is 11.5, đúng nào? Vậy đáp của chúng ta sẽ là 6 11.5 tenths. Ok? Được chưa? Rồi, next question 14. Function missing number. Rồi, mình điền gì vào đây? À, mình phải làm gì ạ? Nhân 10 rồi cộng 2. Vậy cách của chúng ta là nhân 10, sau đó là cộng với 2. Đúng ạ, ví dụ mình thử nha. 3 x 10 là 30 cộng 2 đúng rồi. Ok, vậy mình sẽ lấy 4 x 10 là 40 cộng 2 sẽ là 42, 42. Cái này thì phải làm ngược lại đúng không con? Working backward. Rồi vậy con phải tìm một số mà khi nhân 10 sau đó là cộng 2 thì bằng 2. Vậy thì ngược lại working backward. 2 minus 2 equals 0 này. Đúng nào? Ngược lại working backward nhá. And divided by 10.
Do vậy số ở đây sẽ là gì? Rồi 2 minus 2 của 0 à, ở đây sẽ là 0. Ok, cô sẽ dùng cái màu khác nhé. 0 này. Rồi 0 đi by 10 equal 0. Thế là câu này là 0 đúng không? Rồi next question number 15. Work out cái này. Work out it. Simplest form. Rồi mình thấy là gì ạ? 7 và 40 cùng chia cho 7. Vậy chỉ còn 7 chia 7 là 1, 14 chia 7 là 2. 9 và 12 cùng chia cho 3. Vậy sẽ còn là 3. 12 chia 3 là 4. Vậy thì khi con nhân lại sẽ là 1 times 3 equal 3. 4 times 2 is 8. And this is 3, 8. Và đây cũng chính là simplest form. Đúng nào. Next question number 16. Alex, bạn này bạn làm như nào? Leave home. Lúc này. Go for the walk. Con nhìn thấy không ạ? Đây, 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 đây. 9:13 ở đây. Đó. À, bạn đi. Rồi, bạn đi rồi đến đâu ạ? Đây là và cái cột, nếu cột ngang cho con thời gian thì cột dọc cho con về distance from home. À, có nghĩa là cả ngày bạn ấy càng đi xa hơn đúng không? She walked 8 km. À, mình tìm thấy. Rồi đó rest này. Rồi mới return in the same way. Vậy người ta hỏi speed on the return part of the journey. Right, same way. The speed on the returning part of returning nhá. Tức là chúng ta tính phần còn lại. Vậy thân thấy là quãng đường đi về thì cũng là 8 km đúng không ạ? Vậy để tìm được speed thì con phải lấy gì ạ? Con nhớ cho cô cái hình tam giác mà cô vẫn hay vẽ cho chúng mình. Distance equals speed times time. Vậy thì ngược lại, thì tìm được speed thì con phải lấy distance chia cho time. Đúng nào? Distance ở đây con biết là 8 rồi. Còn time thì sẽ là bao nhiêu ạ? Time mà con dòng xuống ở đây. À, con tính từ cái chỗ này sang này. 1 tiếng này. Mỗi cái này là nửa giờ này. Vậy là mình được 2 giờ. Vậy sẽ là 4 gì ạ? Kilometer per hour. Đúng nào? Đây là ý A của chúng mình. Vậy chúng mình sẽ ghi đáp án xuống dưới này. 4 km per hour. Tiếp ý B. Rồi, Kelly sẽ, đây là brother này. Lee home lúc này. He walked 6 km per hour in the same direction as he walked for 19 minutes the line. Rồi con nhìn nhá, bạn ấy rời nhà lúc 10 giờ. Đây, vậy chúng ta phải bắt đầu từ cái chỗ này. Cô sẽ dùng một cái màu khác nhá. Màu xanh đi. Từ lúc 10 giờ này. Walked 6 km per hour. Nếu mà đi vận tốc là 6 km/h. Đúng không con? The same direction. He walked for 90 minutes. Đi 90 phút luôn. Vậy thì mình sẽ đổi ra 90 phút là bao lâu nhá. 90 phút thì tương ứng với là 1 hour and 30 minutes đúng không ạ? Hay có nghĩa là 1.5 hour. Rồi mà đi 6 km/h vậy mình sẽ lấy tính xong quãng đường bằng cách lấy speed times time. Đúng nào? Và distance của chúng ta sẽ là speed ở đây là 6 này nhân time là 1.5. 6 nhân 1.5 của chúng mình sẽ là 9 km. À bạn sẽ được 9 km. Đúng không con? Vậy thì chúng mình sẽ vẽ lên đoạn 9 km. Cùng xem nhé. 8 đây rồi. Vậy 9. Vậy thì mình xem là đi từ 1 tiếng rưỡi mà đi từ 10 giờ. Vậy tức là 11 rưỡi. Vậy tức là đến vào lúc 11 rưỡi. Đúng nào? Đi 1 tiếng rưỡi mà. Đó, mình sẽ dòng lên trên này. Đấy. Đó. Vậy con sẽ vẽ một cái line để con nối trên xuống dưới. Ok chưa? Đây thì đây chính là quãng đường cho bạn. Cho người anh em của bạn ý. Đúng nào? Next question, next part C. The time when I and A ước lượng cái thời gian hai bạn gặp nhau. Rồi nếu con nhìn thấy đây ạ, khi gặp nhau là khi mà hai cái line, những cái line này nó cắt nhau. Vậy thì nó sẽ rơi vào cái tầm khoảng này. Cái đoạn này thì con có thể ước lượng nó rơi vào là lúc mấy giờ ạ? Có thể là nó sẽ rơi tầm vào 11 giờ. Nào, nếu mà mình nhìn thấy đây, nếu mà con vẽ chuẩn ạ, thì con thấy là nó sẽ rơi vào là 11 giờ. 11. Nhá. 11 giúp cô. À, 11. Con vẽ chuẩn thì con sẽ thấy. 11. Ok. 11 o'clock. Next question 17. Rồi mình có pyramid này. Có base là square này. Rồi arch. Ở the base. Con đã biết rồi này. Arch này. Thứ hai là are the arch. All the other arches all have the length 6.9 300 cm. Đây con nhìn thấy không ạ? Cái arch ở dưới. Arch của base thì là bằng này. Thì người ta hỏi total length. Total length đúng không con? Được làm thử wire. Vậy thì để tìm total length thì con cộng tất cả thôi. Vậy thì đối với pyramid thì con nhớ là square base pyramid thì mình có tất cả là bao nhiêu cạnh? Mình sẽ có 4 cạnh. Nếu mà từ tính từ cái định trên mình có 4 cạnh đúng không? 4 cạnh này cho ta là 6 times 9, 3 times 4 rồi này. Đúng không ạ? Rồi còn dưới là sẽ là 3.07 times 4. À mình thấy cùng có factor 4 là common, mình sẽ đặt ra ngoài. Vì nếu mà con để như này con tính thì cũng được, nhưng là sẽ mất khá là nhiều thời gian. Thì mình xem có cách nào tính nhanh hơn không nhá. Common factor vậy thì bên trong mình còn là 6.93 plus 3.07. Rồi, so is it 4 times sẽ bằng bao nhiêu đấy ạ? Rồi cái đoạn này 6. Con cộng lại mình sẽ được là 0 này.
370, remember one, zero, remember one. Oh, it's 10. Wow, so rất đẹp đúng không? So it's 40. Đáp án của chúng ta sẽ được là 40 cm. Đó, con thấy không? Nếu mà con tính bình thường thì rất là mất thời gian là phải nhân decimal numbers. Nhưng khi mà con phát hiện ra được là có common factor thì cái cách làm của chúng mình nhanh hơn rất là nhiều. Rồi, tiếp number factor work out this one. Mình thấy là ở cái trên thì có gì ạ? À, có khác nhau ở đâu? À, mình sẽ lùi vào đây mấy vị trí ạ? 3 vị trí đúng không con? 3 vị trí này. Tiếp còn cái này thì mình chia cho một số mà lùi một vị trí. Vậy chứng tỏ là cái kết quả của chúng mình phải lùi vào 2 vị trí. Ok, vậy sẽ là 2.86. Rồi, bây giờ nhân. Vậy thì ngược lại, thì nếu mình nhân thì 286 nhân với 47 thì nó sẽ bằng là 13442. Đúng ạ? Vậy thì chúng mình có một cái lưu ý nữa. Cái đầu tiên thì lùi vào những cái này thì là gì? Gấp đôi lên đúng không ạ? Con phải gấp đôi lên. Đúng ạ? À, bởi vì là 42, 47 mà nhân đôi lên thì là 94. Vậy chứng tỏ là sau khi mà tính xong thì kết quả này của chúng ta cũng phải gấp đôi lên. Thế thì 13442 mà nhân đôi lên thì mình sẽ xem là bao nhiêu nhá. 48861 và lùi vào hai vị trí. Đáp án của chúng ta sẽ là 168.84. Được chưa nào? 168.84 hundred 2 à 2 chứ, chỗ này là 2 nhá. Cô xin lỗi, it's 2. Cái chỗ này mình sẽ liền là 2 giúp cô. Ok, next question number 19. Mình sẽ đổi cái màu đỏ đi cho dễ nhìn. Length and width. Rồi mình biết kích thước của cái rectangle này rồi. Draw rectangle to scale. Scale đây là gì? 1 meter represent 200 meter. Rồi vậy nếu với cái scale này thì mình sẽ xem là length này. Mình sẽ có hai thứ, một là length và width đúng không con? Length nếu như mà thực tế là 1200 meter, vậy thì con phải chia cho 200 đúng không ạ? Thì nó sẽ còn là bao nhiêu thôi? 1200, 12 chia 2 đã được 6 rồi. Đúng là vậy là 6 cm. Còn bên này là 700 meter. Và con chia cho 200 đúng nào? Con chia cho 200 thì 7 chia 2 là 3.5 cm. Vậy từ đó thì con dùng thước con sẽ vẽ được, đúng nào? Next question number 20. Calculation. Rồi, cộng với cái gì? Thế thì ngược lại, mình sẽ làm phép tính ngược lại, mình sẽ lấy 3.1 trừ đi 7.4. Rồi trừ như này hơi khó thì mình sẽ lấy 7.4 trừ đi 3.1 thì là bao nhiêu nhá? Ok, thì nó sẽ là 3 này. And 4, vậy thì đây sẽ là -3.4.3. Nào, ok, tiếp minus minus thì tức là chúng ta đang làm phép tính gì ạ? Cộng, đúng không nào? Rồi, it's 11, write 1, remember 1. 14, remember 1, 15. Vậy sẽ là 15.1. Con sẽ điền vào ô ở câu này. Ok, đó, các con có thể kiểm tra lại đáp án một lần nữa để chắc chắn nhá. Rồi, vậy thì chúng mình sẽ cùng nhau nhìn là à, vậy đây cũng là phần chữa dành cho các câu từ 11 cho đến 20 trong đề năm 2020 April, paper 1. Vậy con cảm thấy các câu từ 11 cho đến 20 như thế nào? Các con làm tốt ở những chủ đề nào? Hay có chủ nào con chưa chắc, chủ đề nào mà con chưa chắc chắn? Con cần thêm sự hỗ trợ của cô thì hãy cho cô biết ở phần bình luận hoặc comment nhé. Hoặc con cũng có thể liên lạc với cô qua Facebook hoặc là email cô để trong phần mô tả. Đó, vậy thì những câu từ 21 cho đến 28 thì chúng 28 29 thì chúng mình sẽ làm như thế nào? Thì chúng mình sẽ cùng với nhau chữa ở trong một cái clip tiếp theo nhé. Hãy đón chờ, còn hãy like, subscribe và chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu và chữa ở trong một cái clip sắp tới nhé. Ok, cảm ơn tất cả các con. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con. Bye bye các con.